Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết. Giá heo hơi ngày 20 tháng 8 năm 2024. Thị trường đang có nhiều diễn biến tích cực hơn khi thương lái tìm mua nhiều, bên cạnh nhiều cơ sở chế biến đang bắt đầu thu gom để chế biến thực phẩm cung ứng ra thị trường. Đây là tín hiệu rất tốt cho bà con chăn nuôi. Giá heo hơi tại miền Bắc. Theo ghi nhận, hiện nay giá heo hơi ở miền Bắc đồng loạt ổn định và có dục dịch BAT tăng giá khi thương lái thu mua nhiều hơn. Trong đó, heo hơi tại Lào Cai và Ninh Bình đang được thu mua với giá thấp nhất là 64.000 đồng/kg cao hơn ở mức 65.000 đồng 1 kg là giá giao dịch được ghi nhận tại Yên Bái, Nam Định, Thái Nguyên, Thái Bình và Hà Nam. Thương lái tại các địa phương còn lại đang cùng thu mua heo hơi với giá 66.000 đồng 1 kg. Giá giao dịch tại miền Bắc giao động trong khoảng 64.000 đến 66.000 đồng 1 kg. Giá heo tại thị trường miền Trung, Tây Nguyên. Thị trường heo hơi miền Trung, Tây Nguyên cũng có những diễn biến tích cực tương tự mặc dù chưa thấy tăng nhưng đa phần các khu vực vẫn đang có mức giá khá tốt. Trong đó, mức giá thấp nhất đang được ghi nhận tại hai tỉnh Quảng Trị, Bình Định và Đắk Lắk là 61.000 đồng một kg. Heo hơi tại các địa phương còn lại đang được giao dịch với giá trong khoảng 62.000 đến 64.000 đồng một kg, tùy khu vực. Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 61.000 đến 64.000 đồng một kg. Giá heo tại thị trường phía Nam. Tại khu vực miền Nam, giá thu mua heo hơi cũng có xu hướng chung. Hiện tại, thương lái tại Đồng Tháp và Vĩnh Long tiếp tục thu mua heo hơi với giá thấp nhất là 61.000 đồng 1 kg. Ngoại trừ Cà Mau đang neo ở mức cao là 64.000 đồng 1 kg, các địa phương còn lại giao dịch heo hơi với giá trong khoảng 62.000 đến 63.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam giao động trong khoảng 61.000 đến 64.000 đồng trên kg. Qua khảo sát đồng loạt thị trường ba miền đều có tín hiệu rất tốt. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 61.000 đến 66.000 đồng trượt kg. Dự báo giá heo hơi có thể tiếp tục neo ở mức cao đến giữa năm 2025. Lý do là tổng đàn heo đang ở mức thấp, việc tái đàn đang bị ảnh hưởng vì dịch bệnh đang phát triển trở lại ở một số địa phương. Bên cạnh đó, giá thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu vẫn còn cao ảnh hưởng đến lợi nhuận khiến nhiều người chăn nuôi không còn động lực sản xuất. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngành chăn nuôi trên thế giới đang có nhiều biến động và được dự báo tiếp tục phát triển trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Điều này mang lại nhiều cơ hội cho ngành chăn nuôi heo trong nước nếu tiếp cận được với những xu thế mới của ngành chăn nuôi thế giới. Đến nay, tổng đàn heo của cả nước khoảng 25,5 triệu con, tăng khoảng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Chăn nuôi heo phát triển trong bối cảnh chăn nuôi nông hộ chuyển mạnh sang chăn nuôi bán công nghiệp, liên kết với doanh nghiệp, chăn nuôi trang trại theo chuỗi, an toàn sinh học An toàn dịch bệnh và ứng dụng công nghệ tiên tiến. Theo các ông lớn trong ngành chăn nuôi, thời gian qua nhu cầu tiêu thụ thấp, nguồn cung tăng được cho là những yếu tố khiến giá heo có bước điều chỉnh trong những ngày qua. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp và hộ chăn nuôi đẩy mạnh tái đàn để chuẩn bị cho dịp Tết. Bộ Nông nghiệp dự báo, nguồn cung heo sẽ tăng trở lại trong thời gian tới. Tuy nhiên, do dịch bệnh vẫn còn phức tạp, giá heo hơi có thể duy trì ở mức cao và chỉ giảm trở lại vào năm 2025. Theo thông tin từ nhiều ông lớn trong ngành chăn nuôi cho biết, thời gian gần đây dịch bệnh phức tạp, giá heo ở mức không cao nên nhiều cơ sở chăn nuôi giảm lượng tái đàn đáng kể khiến nguồn heo sắp tới sẽ không đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ, đặc biệt là dịp học sinh tự trường và lễ Tết sắp đến. Như vậy sắp tới đây giá sẽ tăng cao hơn so với bình thường. Theo các chuyên gia, giá heo hơi có thể duy trì ở mức hiện nay cho đến cuối năm 2024 do các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vừa mới bắt đầu tái đàn sau đợt dịch tả heo châu Phi năm 2023 và ít nhất đến tháng 12 tới mới có nguồn cung mới ra thị trường. Điều này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến giá thịt heo bán ra thị trường. Ngoài ra, hiện nay, do học sinh, sinh viên đang được nghỉ hè nên các bếp ăn tập thể giảm bất nhu cầu tiêu thụ thịt heo. Một thời gian nữa, khi học sinh vào mùa tự trường, nhu cầu tăng cao, giá sẽ còn đi lên. Một số chuyên gia cho rằng giá heo hơi đi ngang vào ngày hôm nay do các tỉnh thành trên toàn quốc đang có xu hướng chững lại. Theo báo cáo về công tác quản lý giá, Thị trường tháng 7 năm 2024, Bộ Tài chính cho biết, so với tháng trước, nhìn chung giá các mặt hàng trong tháng 7 cơ bản ổn định, nguồn cung hàng hóa dồi dào. Tuy nhiên, vẫn có một số mặt hàng có biến động nhẹ như, giá thịt heo hơi giảm do vào thời điểm mùa hè. Nguyên nhân ảnh hưởng đến giá heo hơi thời gian qua là do thời tiết nóng nên nhu cầu của người tiêu dùng hạn chế và lượng tiêu thụ thịt heo tại bếp ăn của các trường học giảm vì học sinh, sinh viên nghỉ hè và một số lý do khác. Để ngăn chặn nguy cơ bùng phát lây lan của bệnh dịch tả heo châu phi, bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh, thành phố chấn chỉnh công tác thu y tại tuyến huyện, tuyến xã, đẩy mạnh xây dựng các chuỗi vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, hướng dẫn người dân áp dụng nghiêm ngặt biện pháp chăn nuôi heo theo hướng an toàn sinh học. Bên cạnh đó, cần kịp thời phát hiện, cảnh báo, xử lý kịp thời, dứt điểm các ổ bệnh, ưu tiên nguồn lực tại chỗ của địa phương trong xử lý ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện rộng. Một nguyên nhân nữa là tỷ lệ tiêm phòng vaccine của cả nước hiện ở mức rất thấp chỉ mới đạt 10 đến 20% trên tổng đàn heo thịt, chưa đủ khả năng tạo miễn dịch. Mặc dù thị trường ghi nhận nhiều yếu tố bất lợi cho tiêu thụ thịt heo, trong đó có diễn biến dịch bệnh lan rộng, thị trường tiêu thụ thịt heo đang bước vào giai đoạn tiêu thụ thấp điểm nhất trong năm khi trường học đang nghỉ hè, một bộ phận người dân chuyển sang ăn chay trong mùa Vu Lan và mùa mưa cũng làm đa dạng nguồn cung thực phẩm. Tuy nhiên giá heo hơi vẫn giữ đạt xấp xỉ 65.000 đồng/kg. Đây là mức giá mang lại lợi nhuận cho người chăn nuôi. Cũng không đủ cầu giá heo hơi tăng và neo ở mức cao giúp các ông lớn ngành chăn nuôi trúng đậm. Có những doanh nghiệp lãi gấp hàng chục lần so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Tống Xuân Trinh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết, từ nay đến cuối năm, kể cả vào dịp Tết khi nhu cầu thịt heo tăng khoảng từ 10 đến 15%, chúng ta vẫn đảm bảo tốt nguồn cung từ sản xuất thịt heo trong nước. Tuy nhiên, cần phòng chống tốt dịch tả heo châu Phi và chăn nuôi an toàn sinh học. Để đảm bảo hiệu quả chăn nuôi, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến lưu ý đến việc khống chế dịch bệnh, cụ thể là tiêm vaccine dịch tả heo châu Phi. Thời gian vừa qua, mặc dù có dịch nhưng những địa phương tổ chức tiêm vaccine thì an toàn dịch bệnh được đảm bảo. Trước đó, số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, đàn heo có xu hướng tăng mạnh trở lại do chăn nuôi nông hộ chuyển mạnh sang bán công nghiệp, liên kết với doanh nghiệp, chăn nuôi trang trại theo chuỗi kết hợp an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và ứng dụng công nghệ tiên tiến và giá thịt heo hơi ở mức cao. Cơ quan chức năng địa phương chỉ ra rằng, nguyên nhân chính làm dịch bệnh này tái phát Lây lan là do các ổ dịch cũ mầm bệnh vẫn còn tồn tại trong môi trường. Khi gặp điều kiện thời tiết thay đổi, sức đề kháng của vật nuôi giảm làm phát sinh dịch bệnh. Chăn nuôi heo trên địa bàn vẫn chủ yếu là nuôi nông hộ, nhỏ lẻ, tái đàn bằng những con giống không rõ nguồn gốc, được mua từ chợ hoặc các thương lái vận chuyển trực tiếp đến hộ chăn nuôi, không đảm bảo an toàn dịch bệnh. Đàn heo của Việt Nam có xu hướng tăng trở lại do chăn nuôi nông hộ chuyển mạnh sang bán công nghiệp, liên kết với doanh nghiệp. Tuy nhiên, Dịch tả heo châu Phi vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương khiến tình hình chăn nuôi không ổn định, đặc biệt với khu vực hộ gia đình. Giá heo có xu hướng giảm trở lại từ cuối quý 2 do nhu cầu tiêu thụ thấp. Trong dịp Tết, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm, trong đó có thịt heo thường tăng từ 10 đến 15%. Với chu kỳ phát triển của heo thương phẩm thường kéo dài từ 5 đến 6 tháng thì đây là thời điểm cần triển khai tái đàn ngay. Có thể thấy mặc dù giá không tăng cao nhưng với mức tăng hiện tại cũng là tín hiệu tốt cho bà con chăn nuôi bởi dịch bệnh đã làm ảnh hưởng rất nhiều. Trong thời gian tới, nguy cơ bệnh dịch tả heo châu Phi tái phát và lây lan diện rộng là rất cao bởi xu hướng tái đàn ồ ạt, đặc biệt là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, các hộ trước đây đã bị dịch. Mặc dù đã có vaccine dịch tả heo châu Phi phòng bệnh cho heo thịt, nhưng việc quan tâm, sử dụng vaccine còn hạn chế, tỷ lệ tiêm phòng còn rất thấp. Theo thông lệ vào thời điểm này, tỷ lệ tái đàn của người chăn nuôi sẽ tăng để phục vụ cho nhu cầu cuối năm. Thế nhưng hiện tình hình chăn nuôi tương đối bấp bênh, thứ nhất là về giá cả, đầu ra trồi sụt lên xuống liên tục. Và điều đáng lo ngại nhất là dịch tả heo châu Phi có thể bùng phát. Những điều này khiến nhiều trang trại hiện không dám tái đàn. Dù tháng 7, giá heo hơi không bật tăng như kỳ vọng của người chăn nuôi, nhưng giá heo hơi vẫn duy trì ở mức khá tốt. Tuy nhiên, hiện nay dịch tả heo châu Phi đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương khiến tình hình chăn nuôi không ổn định, vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt với khu vực hộ gia đình một số chuyên gia lớn cho rằng giá heo hơi giảm vào ngày hôm nay do thị trường đang có chiều hướng giảm. Mặc dù biến động trái chiều nhưng giá heo hơi trong khu vực vẫn giữ nguyên mức bình quân 64.800 đồng một kg. Mặc dù trung quy trong 6 tháng đầu năm, giá heo hơi có xu hướng tăng. Tuy nhiên, hiện nay dịch tả heo châu Phi đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương khiến tình hình chăn nuôi không ổn định, vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt với khu vực chăn nuôi hộ nhỏ lẻ. Ông lớn trong ngành chăn nuôi dự báo nguồn cung heo có thể thiếu hụt đến nửa đầu năm sau. Bước sang đầu tháng 8 năm 2024, giá heo hơi biến động theo chiều hướng giảm, đã có địa phương ghi nhận mức thấp nhất 61.000 đồng trên kg. Ông Nguyễn Kim đoán phó chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai cảnh báo, giá bán heo hơi của người nuôi đang ở mức đạt lợi nhuận tốt nhưng về thị trường tiêu thụ lại bất lợi, vì giá tăng cao khiến sức tiêu thụ của thị trường càng chậm hơn. Nguồn cung heo đang giảm so với trước, nhưng đây chỉ là tạm thời và sẽ sớm ổn định trong thời gian tới. Thời điểm hiện nay, người chăn nuôi nên cẩn trọng tính toán trong việc tăng đàn. Tái đàn để không gặp rủi ro kép về dịch bệnh và giá bán. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày 20 tháng 8 năm 2024 được đăng tải trên kênh giá heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.